chào anh em quý vị và các bạn. Các bạn có thể nhìn một vòng triển lãm xe cũ tại Bangkok Motor Show. Rất nhiều xe ở đây, rất nhiều xe, từ xe cỏ đến xe sang có hết, không thiếu một thứ gì cả. Bây giờ mời anh em và các bạn cùng đi chợ với mình nhé. Ôi giời, ngay gần mình đây là một chiếc Rolls Royce cổ. Mình cũng không biết là đời bao nhiêu nữa. 2,8 triệu. Rồi, 2,8 triệu. Bạt. Ây da. Rất nhiều. Là một vòng xe sang cổ rồi đầy đủ hết nhá. Nó sát về 2 tỷ. 2 tỷ cho một chiếc xe Rolls Royce cổ. Bên này là một chiếc Mercedes S320. Vâng. Con này đời chắc là 07, 08 gì đấy. Có giá là 1,5 triệu bạt. Đó. Xe cũ mà đẹp quá. 1 tỷ có lẽ. 1 tỷ có lẽ cho bạn này. Các cái mẫu xe bên Thái Lan thì họ làm rất là đẹp. Đấy, không thể tưởng tượng được. Nói chung là về xe hơi thì bên này nó là cũng gọi là thiên đường đấy. Thiên đường là một vòng của anh em nó. Chiếc Aston Martin cái kiểu đấy ra. Đây là một chiếc Mercedes. Chiếc này cũng rất là ơ kìa rồi. Nhưng mà mình thích chiếc Rolls Royce bên cạnh cơ. Rolls Royce bên cạnh này thì cũng không biết là đời bao nhiêu đâu. Anh em nào biết thì điền giúp mình nhá. Comment ngay bên dưới giúp mình. Rolls Royce thì nó luôn ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngắm rồi. Nhiều lắm. À đây xem Thánh Fortuner bên này là bán giá bao nhiêu rồi. Có cả gấu này. Có cả gấu luôn. Này có giá không? Sao lại không có giá ở đây? Không có giá. Không thấy thông tin gì cả. Ở đây Camry này. Camry. Đây là một chiếc Camry. Rồi, Camry này bao tiền đây? Mình xem. Ồ, 599.000 bạc, tức là 6. Ôi, tính ra chỉ có khoảng 420-430 triệu cho mẫu Camry đẹp như thế này á. Đây, từng đường nét, từng chi tiết vẫn rất mới, vẫn rất đẹp. Ngon quá nhở. Ngon. Bản này mình đoán chắc là bản 2.0. Rồi 2.0G tại Thái. 430 triệu. Hy vọng mình quy đổi không nhầm. Đấy, toàn xe có gấu này. Atit này. Atit này là bao nhiêu? Bao nhiêu tính tròn là 400.000 bạt đi. Bốn 280 triệu, 300 triệu đi cho nó hoành. Đổi tương đối thôi nhá, anh em nào có máy tính đổi giúp. Rồi rất nhiều, nhiều lắm. Úi rồi, Vios này 170.000. 170.000. À đâu xin lỗi, 379.000. Loanh quanh cũng chỉ có 300 triệu. Nhiều lắm. Bên này thì dòng Mercedes này, dòng Mercedes thì người ta chuộng
dòng coupe rất là nhiều. Điều kinh hoàng luôn. Một rừng. Xem một chiếc xe của Đức xem sao. X5. Đâu. Vâng, để xem giá xem bao nhiêu nào. Rồi 2 299 10, coi như là 3 triệu 2 tỷ 1. 2.5D. Vâng, 2.5D đấy. 2 tỷ 1. Có mở được nội thất không? Thơm tho, lộng lẫy. Phòng này phòng 2015 rồi, phòng cũ rồi. Đó. Xe bên này thì đẹp. Vẫn hơi đắt nhỉ? Vẫn hơi đắt. Nhiều lắm các bạn ạ. Ôi nó nhiều vô kể luôn. Xe nhập thì ở bên này vẫn đắt. Để mình thử đi xem. Đây này, một rừng xe này. Ôi giời ơi. Có cả gấu nhá. Audi TT 1.800.000 bạt. Một tỷ tư đấy. Úi giời, BMW này, Mercedes này. Đây là 11 gì đấy, là 10, 11 gì đấy. 1.250.000 bạt. Hoặc 21, 22 gì đấy. Úi giời. Sorry. How much? About 500. No, 500. $500. Easy to you. Đây, một chiếc Toyota Camry. Bao nhiêu? 839.000 bạc. Fork 2015. Đẹp long lanh. Đẹp long lanh luôn. Đó, khoảng mấy nhỉ? Quy đổi hộ cái, quy đổi hộ giúp mình cái. 580, 590. 600 triệu đi. 600 triệu này mà 2015 Camry 2015 của mình bây giờ chắc phải tầm 900 nhỉ? 900. Để về hỏi anh Kiên Civic xem nó cụ thể là bao nhiêu. Ôi một rổ này, Porsche này. Nhiều quá. GTA này. Đẹp long lanh luôn. Ôi giời, hỗ trợ xe cũ mà nhìn cứ như là xe mới. Nhìn chung mình thấy thì ở đây là xe Nhật là rẻ. Xe Nhật xe qua sử dụng là rẻ. Nhiều lắm. Phải nói là thị trường xe cũ bên Thái, nếu như mua lại những cái dòng xe đã qua sử dụng của Nhật Bản thì thật là rẻ. Bằng 0.6, 0.7 so với ở mình đây rồi. Có một thánh Fortuner. Fortuner đẹp. Đời xe họ làm đẹp quá. Rồi 119.000. Ở đâu 1.9 triệu các bạn ạ. 1.1 triệu, coi như 1.2 triệu. Bây giờ 2016. 1.2 triệu tính ra là khoảng 800 nhờ. Khoảng 800. 800. Fortuner. Quá nhiều luôn. Mình xem úi giời kìa, bốt đẹp quá. Bốt đẹp quá. Porsche Cayenne. Đến vẫn mở cửa, bật đèn led sáng long lanh. 4.6 triệu. 4.6 triệu à? 4.6 triệu nó khoảng
3 tỷ, hơn 3 tỷ, 3 tỷ 2, 3 tỷ 3, 2,15. 2,15. Bản này bản hybrid. Bản hybrid. Bên Thái dòng xe hybrid cũng chạy nhiều đấy, nội thất. Được cái đất nước người ta sạch sẽ, ý thức tham gia giao thông cao, bãi đỗ xe các kiểu được quy hoạch rõ ràng đầy đủ, cho nên công nghệ về detailing rồi về car care lại ngon nữa, cho nên là xe nó cứ đẹp long lanh. Rồi BMW, BMW 5 series à, bao nhiêu to vậy? Đâu 730L này. À 2010. 1.350.000 baht. 1.350.000 baht. Rồi. Tính giúp mình cái. Tính giúp mình xem là bao nhiêu nhá. Tí. Làm tròn 1 tí đi. Mẹ S này. E200 rồi. Còn 1.650.000. Úi dồi, nói chung là quá rẻ luôn. Đời 2003. À xin lỗi, 2013. Xúc động quá. Cái con này còn đắt hơn cả con 730 bên cạnh. Đắt hơn. Nhân ra tính là khoảng hơn 1 tỷ. Tỷ mốt. Nhưng mà đời nó cao hơn đời 2013. Nhưng mà cân nhắc đấy, 7 với cả E là nó cũng khác nhau. Trời, nhiều quá. Thực sự là quá nhiều luôn. À, xe Đức bán lại ở đây cũng rất nhiều, và triển lãm xe cũ. À, chưa thấy con siêu xe nào cả. Thực ra mình xem xe Nhật đi, xem xe Nhật giá đây có cả McLaren này, Aston Martin này, vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp không tuổi. Ôi, 525 rồi. 525 phỏ cũ. Mình xem con này báo tiền. 2 triệu. Coi như 2 triệu đi. Tỷ rưỡi. 2 triệu, tỷ rưỡi. 525D. Bên này chạy máy dầu nhiều lắm. 215. 215. Nói chung vẫn rẻ hơn tại Việt Nam. Vẫn rẻ hơn. Đây, Camry đấy là tỷ 9, 1.900.000 baht. Tỷ rưỡi. Ở đâu? 1.1 triệu, xin lỗi. 1.1 triệu. Lại một quái lại Camry tỷ rưỡi mà hơn cả xe mới à. 1.1 triệu thì loanh quanh 800 triệu. Còn này phải tầm 26, 27 gì đấy. Không thấy thông tin. Con này đời sâu hơn này. Lẻ 14, 15 gì đấy. 24, 25. Có 750, 400-500 triệu một con Camry như thế này thì mua hẳn hai con nhà mình cùng đời luôn. Rồi Mazda CX-5. Ở đâu? Con này CX-3. Nhìn nó có loạn hết cả lên. 750, cũng thế, giá tương đối 400-500. Ôi nếu con có tiền sẵn ở CRV phọc mới này. Con này chắc là 2018 rồi. 1.259.000. 1.259.000. Cũng rất rẻ. Cũng rất rẻ. Loanh quanh khoảng hơn 800-900 triệu. Civic cũng phòng mới luôn. Civic phòng mới 800 đi, 800.000 nhờ. Ôi giời đẹp. Rồi Civic này
chắc là cũng 2018 gì đó. Mà chỉ có 800 ngàn thôi, 600 triệu. Ở mình con này thì bây giờ vẫn khá cao, chắc phải lên tới em. Ở đâu, con này là 1.8. Cứ tưởng là Civic bản 1.5 turbo cơ. Đây có Bentley này. Ôi. Xem em nó bao tiền nhá. Còn tin enter trước trong triển lãm cũng có rồi, không thấy giá. Nhưng mà về cơ bản dòng xe nhập bên này cũng khá đắt. Dòng xe nhập bên này là đắt, nhất là từ Đức. Thuế phí nó cũng cao. Xe của Nhật thì rẻ rất nhiều. Rồi bây giờ đến giờ ra sân bay rồi, tranh thủ làm một vòng nhanh nhanh lướt lướt. Anh em nhiệt tình vui lòng subscribe và rung chuông kênh nhá. Xin cảm ơn anh em. Thị trường xe Thái phải nói còn quá nhiều điều hay mà có lẽ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn nữa để mà tìm hiểu. Còn bây giờ xin chào. Bye bye. Bye thôi, bay về Việt Nam thôi.